Quý vị khán giả đang theo dõi tập đặc biệt của 7 nụ cười xuân với những thử thách rất là thú vị chỉ có trong 7 nụ cười xuân. Anh Vinh, hả? Tại sao vậy? Tại sao anh lại đối xử với tôi vậy? Anh biết bây giờ là mấy giờ chưa? Anh trả lời đi, anh trả lời tôi đi, anh đi đâu? Anh đi làm, anh đi làm rồi bây giờ mấy giờ? Anh đi làm chỗ nào mà 2 giờ khuya anh mới về? Anh trả lời tôi đi. Thì anh nói với em. Anh đi đi. Ai cho anh nói? Anh là người sai, anh không có quyền nói ở đây. Tôi nói cho anh biết nha, tôi là con gái cành vàng lá ngọc đúng chưa? Tôi được gả về cho anh đúng chưa? Ba má tôi nuôi tôi từ nhỏ tới lớn đúng hả? Rồi, anh được đồng xu cắt bạc nào của anh đâu mà bây giờ đúng. Anh đối xử với tôi vậy hả? Tôi về tôi đẻ con, tôi sinh con đẻ cái, tôi mang họ anh chứ bộ mang họ tôi hả? Bình bây tĩnh. Giờ sao bình tĩnh thì tôi không thể nào bình tĩnh được. Trời đất ơi, cái gì đâu mà em nói lớn dữ vậy, người ta nghe người ta cười chết luôn á. Cười cái gì, tôi quá chịu đựng rồi, tôi không thể nào tôi chịu nổi một ngày nào nữa, một giây một phút nào nữa cũng không nổi nữa. Tại sao lại đối xử với tôi vậy? Anh trả lời đi, anh trả lời đi. Ngày xưa em đâu có nói lớn tiếng vậy, em lúc nào cũng nhỏ nhẹ, anh mới cưới em vậy. Bây giờ ngày nào em cũng quát vô đầu anh hết trơn á. Tôi nói lớn tiếng là có lý do. Tại sao? Bộ anh tưởng là tôi thích nói lớn tiếng với anh lắm hả? Người ta nhìn vô, người ta cười vô mặt tôi, người ta chửi tôi, cái thứ vợ gì đâu mà lúc nào cũng bắt nạt chồng. Nhưng mà tôi nói lớn tiếng bởi vì anh bị điếc. Tôi điếc là do ai? Là do ai? Do cô tát cái màn nhĩ tôi nó rơi luôn rồi. Tại sao tôi tát anh không biết né? Đó bây giờ tôi tát là anh né đi, anh né đi, đó, anh né được mà. Hồi đó né không kịp. Thôi đi, anh đừng có biện luận nữa. Thưa quý vị, thực ra thì anh em chúng tôi mới đưa ra một tình huống. Mà ở tình huống này thì có người sẽ đồng ý, có người thì sẽ không đồng ý. Được gọi là bên thuận, bên chống. Bên thuận, bên chống. Các thành viên của chúng tôi sẽ được quy định trước ai là bên thuận và ai là bên chống. Cho nên là những ý kiến được đưa ra không phải là ý kiến chủ quan của bản thân, mà là chúng tôi phân tích vấn đề một cách hài hước nhất có thể. Bên thuận, bên chống với sự góp mặt của tất cả các thành viên của 7 nụ cười xuân. Và một vị khách mời đặc biệt đó là Lê Dương Bảo Lâm đảm bảo. Thú vị. Và bây giờ thì cuộc đấu khẩu xin được phép bắt đầu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là một trong những cái phần mà nhiều người chờ đợi. Họ chờ đợi không chỉ là vì chủ đề chúng tôi hấp dẫn, mà họ chờ đợi là chủ đề nó mang tính thời sự, cũng như chờ đợi xem những nghệ sĩ sẽ đưa ra những lập luận như thế nào. Ai thuộc đội nào thì phải đưa ra những lập luận bảo vệ cho đội của mình luôn là đúng, và đội còn lại phải bảo vệ điều đó luôn là sai một cách hợp lý nhất, mang lại sự hài lòng cho quý vị khán giả ở phim trường cũng như quý vị khán giả đang xem đài nhất. Mở bàn tờ. Rồi. Đúng. Đúng. Chúng ta sẽ có hai vòng để biện luận cho cái điều mà chúng ta cho là đúng hoặc là sai. Vòng đầu tiên sẽ là tranh luận cùng với đội của mình, và vòng thứ hai sẽ cử ra một người mà chúng ta nghĩ rằng đủ văn, câu, chữ, lời nói và trí thông minh để đấu lại với người bên đội bên kia mà chúng ta nghĩ rằng đội thông minh đó sẽ được dập tắt bởi đội thông minh của đội mình. Có một câu nói cho rằng người phụ nữ trước khi cưới là một con mèo, nhưng sau khi cưới là một con cọp. Điều đó đúng hay là sai, thưa quý vị? Tôi thấy cái điều đó là đúng, tại vì nhà tôi cũng có một con rồi. Hồi trước là con mèo, bây giờ là con khủng long rồi, chứ không phải con cọp nữa. Khi mà mình mới yêu nhau thì lúc đó mình còn trẻ, mình là một con mèo là đúng. Nhưng mà sau đó khi mà cưới chồng về, phải lo lắng, phải chăm sóc, thì đôi khi là mình có những khúc mắc trong gia đình đúng không chị? Đúng rồi. Thì phải bắt mình, phải gồng mình lên. Thì người ta hay so sánh người phụ nữ đó như một con cọp. Nhưng đó là con cọp được thuần chủng nên nó không cắn người. Khi yêu nhau mình là một con mèo. Dạ, bởi vì mình lúc đó mình chưa có sống chung với nhau, những cái xấu nó chưa có lòi ra, cho nên là đôi khi mình vẫn còn có thể thỏ thẻ, em thấy cùng anh kêu meo 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 gì đó. Nhưng mà cưới nhau về rồi thì bắt đầu tật xấu nó lòi ra. Đó là trường phái cũ rồi. Đúng rồi, trường phái của chị dành hứa mình đạt thôi. Chứ đó trường phái của em đi làm về là tiền là em gửi cho vợ em hết. Chính vì vậy mà ngày xưa nó như con mèo, bây giờ nó như một con mèo wow. Nó mỗi lần hai vợ chồng em về là hai vợ chồng em đều hát, mình bắt chước loài mèo kêu nha, kêu cùng em meo 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 meo. Em đồng ý luôn. Em cũng cưới cũng là gần 2 năm rồi. Đúng rồi. Mà em rất nhõng nhẽo với chồng. Trước khi em cưới em vẫn nhõng nhẽo, sau khi em lấy ảnh em còn nhõng nhẽo hơn là cái thời ấy luôn. Cái điều đó cả phim trường thấy ngày hôm qua rồi. Dạ. Chỉ mới là 2 năm thôi em mà.
biết đâu năm 3, năm 4 nó khác. Phụ nữ thông minh họ không có hung dữ lên chi cho chồng nó sợ. Giống như em cũng như vậy. Em không bao giờ nghe răng với chồng em. Em không bao giờ nói chuyện lớn tiếng với chồng em. Có chuyện gì em nói chuyện rất nhẹ nhàng có thể. Em không hề có cái hành động gì hung dữ gì hết trơn. Em lúc nào cũng nói chuyện rất ngọt ngào và rất là nhõng nhẽo với chồng từ đầu tới cuối. Tới mức độ mà những người mà xung quanh của em ai cũng muốn mắc ói hết. Tại sao chồng em chỉ mắc ói không? Cô thấy đúng không có gì sai hết á. Trước khi lập gia đình và sau khi lập gia đình, người phụ nữ có sự thay đổi. Đúng. Bởi vì sao? Bởi vì trong môn vật lý chúng ta đã có học một cái câu gọi là vạn vật đều phải thay đổi theo thời gian. Cho nên em cảm thấy câu này đúng. Đúng. Lớp. Sai. Mới quen nhau, cô gái đó là phải như một con mèo. Nó dễ thương, nó nũng nịu thì người đàn ông đó mới thích. Còn khi mà đã lập gia đình rồi mà người đàn ông đi làm về vất vả mà cực khổ mà chưa cầm cái vali đi về. Em là không xách vali, em chỉ xách cái đồ live stream của em vừa về. Về là vợ em mở cửa. Ô, anh mệt không? Nay nói có bị khan tiếng không? Vô đây, meo meo meo. Tức là 2 năm rồi mà vợ em vẫn giữ cái con mèo như vậy. Cái này là sai rồi. Ở trường hợp Lý Vũ Lâm cầm cái đồ live stream về, mà thử đặt trường hợp chồng nó cầm chai rượu về thì sao? Đó. Harry. Làm sao mà lại có thể mà meo meo meo, anh ơi anh mới nhậu về hả? Để em đi mua bia cho anh nhậu tiếp. Phán quá học. Không đồng ý với ý kiến đó. Bình thường những người phụ nữ mèo thì như thế nào? Trời ơi, anh uống rượu xỉn rồi phải không? Để em pha nước mật ong cho anh nhé. Cái đó là một người đàn ông cầm chai rượu về thôi. Chứ thử dắt cái con bé nào khác về nhà coi. Đúng, đó, meo meo. Lúc đó còn meo meo, ủa anh cấp bầu nhí hả? Hồi xưa em không cần biết chồng em đã làm cái gì. Nhưng sau khi gặp em, chồng em rất biết cư xử, rất biết chăm sóc vợ, rất yêu thương vợ. Và bây giờ cưới 2 năm rồi mà đến giờ này ban đêm ngủ thì hai đứa vẫn phải ôm nhau. Buổi sáng đi làm hai đứa vẫn phải ôm nhau. Anh đi làm nha, em đi làm nha. Là hai vợ chồng đều như y chang như một cặp vợ chồng mèo như vậy đó. Đúng rồi. Tôi lấy vợ 10 năm, cái hành động đó tôi vẫn làm. Chính xác. Nhưng mà thử một tin nhắn nào lạ vô trong cái điện thoại tôi coi. Em nhớ anh lắm. Không. Là bữa đó là nguyên con cọp ở nhà tôi đi tới đi lui ngay cửa phòng. Trước đây cô nào đó gửi cho chồng em một cái món gì đó, em biết thông tin đó. Sao em nói chuyện nhẹ nhàng, nghe nói là cô nào đó gửi cho anh cái món này phải không? Ăn có ngon không anh? Gửi tin nhắn nhẹ nhàng như vậy thôi, chồng em đủ hiểu để đúng biết rồi. Làm cái gì. Chứ không còn đó. Biết là đúng. Cô này là ai? Tại sao lại là gửi cho anh cái món này? Tào lao. Một con mèo nóng giận thôi, không cần thiết phải thành con hổ. Cái đó hành động của bà nội con hổ quá chứ con hổ gì. Đúng không? Đúng. Lúc đó chồng em có nói với em một câu: em ơi, anh rất thích em vì điều này. Em là một người rất văn minh. Em chỉ cần nhẹ nhàng nhắn tin như vậy thôi, anh đủ hiểu chuyện. Và anh cũng sẽ không làm em thất vọng. Xong. Đó là đặt câu chung lắm. Người chồng hiểu chuyện. Gia đình bên đó hiểu chuyện quá. Thật ra tôi nghĩ cái câu mà phụ nữ trước khi cưới là con mèo và sau khi cưới là con cọp là đúng. Họ phải trở thành con cọp mà họ bất đắc dĩ mong muốn. Để chi? Để đối phó thứ nhất là với thằng chồng của họ. Đàn ông đôi khi ra ngoài cái này cái kia bị những con mèo khác nó rình rập, thì con cọp này phải là cắn vô cái giò giật về. Vừa giật về thấy ba mèo nhào vô táp luôn. Đôi khi họ phải hóa thân một điều họ không hề mong muốn, dần dà tạo nên một cái nếp và họ biến thành một con cọp mà chính bản thân họ chưa hề nghĩ họ là con cọp bao giờ. Đúng. 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 Sai. Bây giờ mình quýnh lộn đi. Tại đàn ông chúng tôi nè không bao giờ thích đối diện với một con cọp. Cho nên á, cái người phụ nữ càng ngày họ càng hiểu cái chuyện đó. Và họ luôn cái gì rất là dịu dàng, đầm thắm. Đàn ông là cái người nóng tính, thì cái người phụ nữ phải biết dịu dàng. Thì dịu dàng sẽ không cọp được. Bây giờ nói dài nói dai, đâm ra nói dở. Thế nên bây giờ hãy cử một người đại diện để nói bảo vệ cho cái chính kiến của đội mình. Còn ai vào đây nữa? Thôi anh ơi em nói lại đâu. Quên rồi em. Đúng lên rồi. Anh đi. Xin mời anh. Dạ ơi. Sai. Ông bà ta đã có câu: cơm sơ sôi bớt lửa, muôn đời cơm khê. Đúng rồi. Bớt lửa sao mà khê? Không biết. Ai ơi nhớ câu này: cơm sôi nhỏ lửa, muôn đời không cơm không khê.
Đúng, có nghĩa là khi mà vợ chồng mà lục đục với nhau, chồng nhịn một cái, vợ nhịn một cái, như hai con mèo nói chuyện với nhau. Chồng mà như con cọp rồi mà vợ như con cọp, coi như là đổ xăng vào lửa, lửa sẽ bị bay cao, bay xa, bay ra mãi ngân hà, bay ra vũ trụ. Là đó là sẽ ly dị luôn. Khía cạnh của em là một người chồng nhìn thấy người vợ mình vậy thôi, còn bản thân chị là chị đang đứng ở cái vị trí của chị là một người vợ. Hai đứa con à? Em hiểu chưa? Dạ rồi, em hiểu rồi. Ủa, tôi hết chợ rồi đó. Đừng bị cuốn theo phong cách của người ta. Đúng rồi, em về cái phong cách chợ của em. Nói đi. Sau lưng người đàn ông thành công là bóng dáng của người phụ nữ, đúng không? Đúng. Tức là sao người phụ nữ phải thùy mị nết na, tranh thiêu chữ thập đồ này nọ. Chồng đi làm là bắt đầu cởi đồ rồi, anh ơi anh đi làm đồ, đồ đó ấm áp mùa đông đồ, nói chung là phải thùy mị nết na. Hay quá lắm anh. Hay quá anh ơi. Bởi vì bản thân tụi chị phụ nữ là vợ đứng phía sau, cho nên người đứng sau lúc nào cũng nhìn thấy rõ hơn người đứng trước, đúng không? Chị nhìn lên đằng trước chị biết à, chồng chị đang thiếu chỗ nào, đang sai chỗ nào, đang đúng chỗ nào. Có nhiều khi vợ chồng chung sống với nhau cái tôi của ai cũng lớn hết, cho nên khi mà nói và nhìn nhận vấn đề không ai nhường nhịn ai cả. Nhưng mà chị ơi, mình là vợ, trách nhiệm của người vợ của mình đó phải không được, phải thương chồng được. Chứ không có mà cãi tay đôi như vậy được. Nè, đúng đó. Yên tâm đi, em cần tim. Em cần tim. Với tất cả những gì mà chị đã nghe hồi nãy giờ em nói thì thật sự trong mắt chị, vợ của em. Chị ơi, chị đừng có nói vợ của em, mình đang nói vấn đề trên chương trình thì chửi vợ em ở nhà. Tội nghiệp vợ em. Tội nghiệp chửi vợ em ở nhà. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại chúng tôi có hai đội chơi bảo vệ một con, nói rằng là phụ nữ trước khi làm vợ là một con mèo và sau khi làm vợ là một con hổ. Chúng tôi đem vấn đề ra đây không phải là để nói về ai cả, chỉ là hai đội chia thành hai phe, đưa ra những quan điểm bằng tính chất hài hước để tạo ra tiếng cười dành cho quý vị thư giãn thôi. Thực sự ra một vấn đề nào đó trên thế giới này đều có hai mặt đúng hoặc sai cả. Không ai ở bên phe nào, cũng không ai cổ suý cho một cái câu chuyện nào vào trong gia đình nào, và tùy hoàn cảnh thì chúng ta sẽ thấy nó sai hoặc là đúng. Không ảnh hưởng hạnh phúc gia đình của Lê Dương Vũ Lâm, Lâm Vị Dạ. Dạ mới nhắn tin rồi ly dị em kìa. Sao vậy? Bà già chửi em quá, em không chịu rồi, áp lực nữa, xin lỗi, mình chia tay đi. Mới nhắn tin em luôn đó. Và bây giờ sẽ là quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho cái đội mà chúng thấy rằng họ dùng cái lời lẽ duyên dáng, dễ thương, thông minh để họ bảo vệ cái quan điểm của họ. Và bây giờ là đội bên chiến lược Lâm Vị Dạ, Lan Ngọc. Trời ơi, hết luôn rồi. Rồi, cảm ơn mọi người. Ai đồng ý với bên Lê Dương Bảo Lâm? Sai mọi người ơi. Không ai vậy? Trời ơi, đầy mua fan rồi. Đúng, quý vị gia đang rất đúng. Bởi vì sao? Hai chiều, và mỗi câu chuyện đều có hai chiều của nó. Cảm ơn quý vị. Trận đấu này hòa.